Hai con tướng chống chịu tốt nhất trong meta đó là Skarner cùng với Sante đã bị cấm thì vẫn còn đó một con Odin khu đường trên để Morgan có thể kiểm soát cái đấu với Renekton. Một cái đấu mà anh ta có quyền đẩy liên tục với con Odin đường trên của mình và bù lại khả năng chống chịu cho một đội hình cũng có sát thương tầm xa đến từ Nidalee, Corki hay là Ashe. Còn phía bên kia thì đội hình bên phía DX đã là một đội hình rất mạnh về khả năng đi đường với Renekton đường trên, Huy đường giữa, dừng Talia. Một bộ đôi đường dưới có khả năng hỗ trợ cánh trên tốt đó là Rell cùng với Jhin. Vâng, và ván thi đấu thứ hai trong cuộc đụng độ giữa Brion và DX chính thức bắt đầu với lợi thế dẫn trước hiện tại đang là 1-0 nghiêng về bên phía Brion. Để coi những cái bản ngọc đến từ cho cái phía liệu rằng có một cái bản ngọc nào bất ngờ hay không. Hiện tại thì chúng ta vẫn đang thấy những bản ngọc khá là thông dụng mà thôi. Một cái triệu hồi Harry dành cho Kehoe. Và vừa rồi thì anh ta cũng đã có được một cái sấm sét hủy diệt chính xác vào người của Karis. Lấy một chút xíu những cái ưu thế đến từ cái giải băng năng lượng. Phi thạch không thành công lắm dành cho bên phía của... Ui, đánh nhau to rồi. Morgan đang gặp nguy hiểm. Thôi xong rồi. Wow. Có tốc hành nhưng Morgan biết là mình sẽ phải lên bảng đếm số. Một pha di chuyển 5 thành viên lên khu vực cánh trên ở cấp độ 1 và DX đã thành công trong việc bắt bài pha di chuyển của Brion và có được lợi thế chiến công đầu dành cho người chơi rừng Strazy. Frog thì đang ở trạng thái máu khá thấp và nếu như anh ta về thì có thể sẽ bị chậm nhịp sâu. Nếu như không về thì anh ta lại không có đủ máu để giao tranh, anh ta sẽ phụ thuộc khả năng chống chịu vào cái thần cá sấu khá nhiều. Nhưng quyết định tới từ Frog là tiếp tục ở lại khu vực cánh trên. Một pha lao lên mở. Và đó là một pha mà Pleta quyết định chọn mục tiêu tấn công, đó là Leona của Paulu. Paulu tốc biến đi để có thể giữ máu, anh ta mất khoảng chừng 1/3 cây. Chiêu cuối với theo đến các thành viên bên phía của DX và sát thương là quá nhiều. Một ma gục nữa dành cho người chơi đi rừng Spongy trong ván đấu này khi mà Leona của Paulu đã phải lên bảng đếm số rồi. Một tình huống đầu tư cả 5 thành viên lên cánh trường bản đồ dành cho phía của Danix. Ở thời điểm hiện tại thì Fox chưa hồi lại cho mình đã dịch chuyển. Như vậy sẽ có một chút khoảng trống dành cho Samver ở khu vực đường dưới để có thể bào những lớp kiên trụ. Với lợi thế về mặt nhân sự ở đây nữa thì bên phía của Danix rất tự tin để có thể ép vào những trường giao tranh. Họ có đủ người, họ có đủ hiệu khống chế để có thể chồng vào một con tướng có khả năng cứng cáp như là Leona. Chiêu cuối của Kehoe cũng có được một cái scape lớn, nó khiến cho hỗ trợ đến từ bên phía của Danix phải bỏ mạng. Hết nhật thực, hết dư chấn và Paulu không có đủ sức chống chịu với nguồn sát thương phép quá lớn đến từ bên phía của DX. Đó là cú chiêu cuối mà Kehoe tung ra đã được Karis che rồi nhưng sát thương vẫn là quá lớn. Một mạng hạ gục nữa dành cho bên phía DX. Với 2-0 về mạng hạ gục, họ đang nhìn hơn đối phương đôi chút về tiền. Và đặc biệt khi hai mạng đó cùng rơi vào tay một người duy nhất, đó là Shamanji, thì anh ta đang có một áp lực lớn. Bất kỳ một hiệu khống chế tuyến đầu nào của phía DX thành công, bồi thêm cú quăng địa chấn đến từ một con Talia hai mạng như thế này, nó đều là nguy hiểm về mặt tính mạng đến từ bên phía Brion. Đang chuẩn bị có một cái sức ép được tạo ra đến từ những người chơi khu vực đường đơn kết hợp cùng với lại rừng của phía Randus. Họ đang hơi thiếu tầm nhìn và họ cũng không có đủ nhân sự tại cánh dưới. Đại băng tiễn thành công nhưng có thanh tẩy và Teddy rút lui thành công sau cú đại băng tiễn vừa rồi. Chiều cuối tiếp cận tới từ Talia của Spongy. Lúc này thì Brion chưa khởi động con rồng nguyên tố và ngay lập tức đó là những tình huống dịch chuyển trở lại ở khu vực cánh dưới bản đồ tới từ bên phía DX với tình huống đầu tư dịch chuyển của Keyahu. Frog vẫn đang ở đây. Cả hai bên đều đang rất gấp ở trong tình huống cố gắng để có thể tập trung đội hình của mình. Rồng nguyên tố thứ ba là một trong những con rồng cực kỳ bản lề để có thể hướng tới áp lực linh hồn rồng lửa trong cái bảng thi đấu này. Hai bên đều đang cắt cử đủ nguồn nhân sự, mỗi bên đều đang có 5 người. Liên tiếp là những tình huống câu rỉa máu đến từ dân dê lẫn con Ash của Saver. Frog đã bị lộ vị trí rồi. Trước đó thì ở khu vực cánh trên cũng đã có những tài nguyên được đầu tư, đó là chiêu cuối của Pleta. Nhưng phía bên kia thì Morgan cũng đã mất đi cái tốc hành của mình. Và DX có được tiền lớn đến từ hai trụ họ về nhà mua trang bị, sau đó dịch chuyển trở lại giao tranh. Nhưng góc ở rồng vẫn đang thuộc về bên phía của Brion. Rồng còn khoảng chừng 4.000 mấy máu. Spongy đang tìm góc để có thể tiếp cận rồng nhưng áp lực đến từ Morgan là khá lớn. Và quyết định đến từ Pleta là lao sang cùng với người chơi đứng trên của mình, đó là Frog, tấn công và khiến cho Samver mất đi hai phép bổ trợ. Rồng vẫn còn hơn 3.000 máu. Sẽ là một pha dịch chuyển vào tới từ Morgan. Spongy chưa có góc để có thể cạnh tranh trừng phạt, sân khấu mở lên tới từ vị trí của Teddy đang nhắm tới Paulu. Paulu mất máu rất nhiều, Paulu tốc biến bỏ chạy. Và sau đó thì pha bắn thứ tư vẫn còn đến từ người chơi xạ thủ của DX, đó là Teddy. Pha bắn thứ tư đang bị Morgan che, Morgan đứng kế bên và Teddy không bắn phát thứ tư. Và dòng nguyên tố thứ ba thuộc về cho Brion sau một thôi một hồi. Cả hai bên cạnh tranh và không ai mất mạng cả. Đánh nhau 300 hiệp xung quanh khu vực hang động và có thể thấy như đội hình đến từ bên phía của Danix không xâm phạm vào được bờ sông. Khả năng khép góc cực kỳ gắt đến từ bên phía của Brion và họ sở hữu được cho mình đó 3 con rồng nguyên tố ở trong cái ván thi đấu này. Một bước tiến lớn để có thể tạo ra cái sức ép ở con rồng nguyên tố thứ tư của ván thi đấu.
quay trở lại với cái thế trận đẩy đường dành cho cái phía. Điểm được đến từ bên phía của Radet đó chính là những cái món trang bị thứ hai cũng đã được hình thành. Chúng ta đang thấy rằng Hoa Tử Linh cũng đã có dành cho bên phía của Kiho. Morgan có bị tấn công trong tình huống này không đây? Cùng lắm là anh ta có thể sử dụng cho mình đó tốc hành để có thể vượt qua bức tường được tạo ra. Dành cho bên phía của Spongy, lách rất tốt dành cho bên phía của Morgan. Lách rất khéo tới từ Morgan với cái tốc hành và anh ta không bị giữ chân lại bởi bức tường tới từ Spongy. Frog thì không có tốc biến để có thể tấn công thêm và Morgan quay ngược trở lại trả đòn khiến cho Frog cũng đang mất đi một lượng máu tương đối. Trong khi đó cánh trên bản đồ ngay lập tức đó là một pha di chuyển đến từ Brion để họ lấy lại tầm nhìn quanh khu vực hang Baron. Việc người chơi đi rừng đối phương vừa lộ cánh dưới giúp cho bên phía của Brion đang có một khoảng trống rất lớn để kiểm soát tầm nhìn, giúp cho Corki của Karis cũng đã tiếp cận được chung một đường trên, nhưng họ chỉ dừng lại ở mức độ đẩy đường mà thôi. Người đang bị giữ chân lại đó là Paulu, người không có phép bổ trợ tốc biến, bị hoảng sợ, bị giữ chân lại bởi quang địa chấn. Đại băng tiện bắn ra không có nhiều giá trị và đó là mạng hạ gục dành cho Talia trong tay của Spongy. Đã bị khép góc ở trong tình huống thi đấu vừa qua, Corki không kịp di chuyển hỗ trợ dành cho Paulu được ở trong pha thi đấu đó. Samver gần như là bất lực, anh ta chỉ đóng góp được bằng một tình huống đại băng tiễn mà thôi. Morgan đang có mặt ở đây hỗ trợ cho đồng đội của mình để có thể phong vệ vào cái trụ khu vực đỉnh giữa. Sân khấu đã được dựng. Teddy dựng sân khấu lên để tạo áp lực giúp cho đồng đội của mình bắt đầu tiếp cận trụ. Morgan ngắt thành công sân khấu và anh ta không bị hất tung về bởi cú quăng địa chấn. Sau đó thì anh ta đang kích hoạt cái tất cả các thế võ của mình để rút lui. Anh ta mất máu có vẻ là hơi nhiều. Morgan bật cho mình đó là võ rùa lên và sau đó thì anh ta vẫn đang cù cưa lách kỹ năng đối phương và lên bảng điểm số rồi. Mã gục dành cho Teddy với một pha mà Morgan đã phải hy sinh thân mình để có thể giúp cho các thành viên bên phía Brion phòng ngự chung một đường giữa. Mặc dù có về thủy ngân nhưng mà cái khả năng đu bám đến từ bên phía của Radet là quá tốt ở trong cái pha thi đấu vừa rồi. Không lấy được trụ khung tiền giữa thì họ đã lấy được cái điểm hạ gục thành công của Morgan. Có thể gọi là thành công dành cho phía của Radet, bởi vì chúng ta đã nói đến cái việc mà đội hình của phía Brion không có được cho mình đó phép bổ trợ tốc biến, họ rất mỏng manh. Và ngay lập tức bên phía của Radet có được cho mình đó khá là nhiều những cái tài nguyên được gia tăng thêm, hai trụ ở đường giữa và khu vực điện dưới, kết hợp cùng với đó là hai điểm hạ gục. Quản lý cũng tốt. Sát thương rất nhiều tới từ Talia trong tay của Spongy và đó là sát thương đủ tới từ Spongy để lấy cái mạng của Zhangze. Zhangze nằm xuống trước thêm con rồng nguyên tố thứ tư của ván thi đấu này và có vẻ như linh hồn rồng sẽ chưa đến dành cho bên phía của Brion. Đồng nghĩa với việc là họ mất đi quyền kiểm soát ở cánh giữa bản đồ và tận dụng thêm khoảng thời gian về mặt nhân sự lợi thế hơn dành cho bên phía của Radet. Họ đang muốn khuếch đại, họ đang muốn đẩy những cái đợt lính vào khu vực đường giữa và cả khu vực đường dưới nữa. Một pha di chuyển hớ hình tới từ Zhangze khi mà anh ta không có phép bổ trợ tốc biến và đã bị khai thác sau cú quăng địa chấn vô cùng chuẩn xác của Spongy. Với pha dựng tường của Spongy thì bên phía của DX đang khai thác trụ hai đường giữa của Brion. Brion không có đủ sát thương để dọn lính và họ đã mất thêm một trụ nữa. Trong khoảng thời gian vừa qua thì DX đã thành công lấy được tới 3 trụ cánh dưới đối phương và họ cũng sẽ có được áp lực đủ tốt để hướng tới con rồng nguyên tố đầu tiên của mình trong ván đấu này. Chính lệch vì vậy cũng đã được gia tăng thêm về mặt kinh tế đâu đó khoảng chừng hơn 4k vàng dành cho bên phía của DS, ngắt đi cái mạch lên linh hồn rồng dành cho phía của Brion. Một trong những cái khả năng tăng trưởng về mặt sức mạnh cực kỳ tốt dành cho bên phía của Radet ở trong giai đoạn vừa qua. Morgan không cướp được con rồng bởi vì anh ta không xách đâu ra cái trừng phạt được. Một pha trừng phạt chuẩn xác tới từ Spongy mang lại con rồng lửa dành cho DX sau một loạt những tình huống lợi thế. Một pha đại băng, ôi giời, tốc biến thẳng vào đại băng tiên đến từ Kiyahu. Một pha thiên đỉnh kiếm lao vào đến từ Leona trong tay của Paulu. Và đó là lượng sát thương chưa đủ đến từ Brion để có thể lấy cái mạng này. Ma ngục ngược trở lại dành cho Teddy. Morgan lao lên và ép cho Teddy phải ngắt đi sân khấu tử thần. Phía bên kia thì Karis cũng không còn bao nhiêu máu, không còn bao nhiêu năng lượng cả. Tưởng đó là một tiếng xử lý lỗi tới từ Kiyahu, nhưng Brion không có sát thương để có thể lấy cái mạng của người chơi đứng giữa đối phương. Những phát bắn tới từ Teddy nó chưa thực sự thấm vào người của Morgan vì Morgan cũng đã có tương đối nhiều giáp. Có lẽ Teddy sẽ cần thêm cái nỏ thần Dominic nữa để anh ta có thể chống chịu lượng, chính xác là để có thể gây ra cái lượng sát thương đủ để vượt qua lượng chống chịu của Morgan. Morgan liên tục bị cấu rỉ, anh ta mất máu rất nhiều. Anh ta lách thành công một tiếng hắc kim thuật nhưng anh ta mất máu quá lớn với lượng sát thương phép đến từ đỉnh bên phía của DX. Và sau khi Morgan lên bảng điểm số thì Brion như rắn mất đầu, họ đang phải rút lui, nhưng đây là một pha đâm và có vẻ là hơi sâu tới từ Spongy phía bên kia. Kiyahu đã thành công lấy mạng của Paulu và sau đó là một pha lao lên tấn công băng trụ đến từ phía DX cực kỳ mạnh mẽ. Họ có mạng hầu thứ ba, họ có mạng thứ tư và họ sẽ có cú quét sạch ở đây. Và thậm chí là kết thúc ván thi đấu này dành cho bên phía của Radet, họ quét sạch các thành viên của phía Brion mà không mất bất kỳ ai. Một tình huống giao tranh có thể thấy nhưng gần như là một chiều. Morgan đứng chống chịu, Morgan đứng thu hút, nhưng quan trọng là những nguồn sát thương đến từ hai xạ thủ ở hàng tuyến sau của phía Brion không được gây ra. Vâng, và đó sẽ là chiến thắng trong ván thi đấu thứ hai thuộc về bên phía của DX mà thôi. Một mình Paulu với một con Leona vừa hồi sinh nhưng anh ta cũng chẳng làm được gì nhiều cả. Thậm chí anh ta cũng có thể sẽ bị khai thác mà hạ gục với các thành viên bên phía của DX mà thôi. 12-0, một chiến thắng áp đảo trong ván thi đấu thứ hai sau 30 phút dành cho DX. Và chúng ta sẽ cần đến ván đấu thứ ba để phân định thắng bại cho cặp trận này.